siro trăm nha lúc này á là đang tới mùa trăm nè mỹ sẽ dẫn mấy bạn đi hái trăm và về làm cái món siro này uống nha cái cây này á là ở trước cửa nhà mỹ nè đây người ta gọi là trăm bột cái trái này nó chín á thì nó sẽ màu đen ăn rất là ngọt nó nhỏ xíu như là cái đầu đũa vậy đó mà để ăn không á thì nó cũng không có hết cho nên mỹ hái đem về để làm siro nhiều ghê chưa thành quả từ chiều giờ đi hái trăm đó xong rồi giờ về mỹ với mẹ ngồi lặt lặt một buổi trời á thì mới được nhiêu đây á cái này là tầm khoảng ký hơn á mấy bạn mà mình thấy cái trái trăm này á nó sạch chứ nó không có dơ cái cây này không có xịt phân thuốc gì hết trơn á nó tự mọc lên nè à. chỉ cần rửa sơ cho nó sạch cát bụi á là ăn thôi không có sợ thuốc hay phân gì hết cho nên mình thấy ăn nó cũng tốt nhưng mà có đều cái loại trăm này á không có ăn từng trái mà ăn là nguyên bụng vậy đó tại vì cái trái này nó có một chút xíu à mà ở bên trong thì nó cũng có cái hộp rồi mình ăn từng trái thì biết chừng nào nó mới xong cái nồi nước nó sôi rồi giờ mỹ bỏ trăm vô nè mỹ sẽ luộc mà mấy bạn thấy cái trăm này màu đen ha mấy bạn luộc lên nó chín nó sẽ thành cái màu hồng nhạt các mấy bạn mà luộc cho nó sôi thiệt là sôi xong rồi mình bỏ thêm nấm lá dứa vô cho nó thơm mà cái trăm này á, nó còn nhỏ nếu mà mấy bạn có cái trăm bự hơn người ta kia bằng trăm bầu hay là trăm gói gì đó mấy bạn luộc mấy bạn làm cái siro này nó dễ hơn nè tại vì cái trái nó bự á mình làm mình cà nó dễ còn cái trái thì nó nhỏ hộp nó cũng nhiều nữa cho nên là chủ yếu là mình chỉ lấy được cái nước thôi chứ còn cái thịt á mình không có lấy được mà cái màu nó đẹp lắm mấy bạn cái màu nó tím tím giống như màu củ dền vậy đó rồi giờ mình sẽ lọc để lấy cái nước lại nè lúc này á là cũng nghĩ là để gán cà thử coi nó có rớt được miếng thịt nào không mà rốt cuộc là không có ra được miếng thịt nào hết trơn á toàn là hộp không à cho nên cái này á là lấy nước thôi chứ không có miếng thịt tại cái trái nó nhỏ quá mà giờ mình sẽ bắt lên bắt đầu nấu nè hồi nãy á là để nấu cho ra nước còn bây giờ á mình sẽ bỏ thêm đường phèn với lại lá dứa vô để cho cái siro của mình nó được thơm nè về cái độ ngọt á, thì nhà mấy bạn ăn ngọt á, thì mình bỏ nhiều còn ăn lợn á, thì bỏ ít thôi tại vì cái tâm này á, nó chín rồi nó cũng ngọt á, cho nên là không có cần quá nhiều đường đâu mình bắt lên mình nấu khi nào mà cho nó tan đường này cái lá dứa của nó chín với lại cái bạn thấy cái độ sệt nó theo ý của mình á, thì mình tắt thôi đợi nó nguội thì mỹ sẽ bỏ vô cái hũ thủy tinh mình để trong tủ lạnh á, mình quậy nước thì cái này bảo quản được tầm hai ba ngày nha bây giờ mỹ sẽ chia sẻ cái cách làm siro trăm của mỹ nè mỹ á là khoái béo cho nên cái gì á mỹ cũng sẽ bỏ thêm một miếng sữa đặc vô mấy bạn nào mà không thích sữa đặc á thì mình có thể không bỏ sữa đặc nha cho một chút xíu cái nước siro trăm nãy mình nấu nè mình sẽ chế vô cái ly sữa này cái màu của nó rất là đẹp nha mấy bạn đẹp lắm cho thêm một miếng đá cho thêm miếng lá dứa nữa để mình trang trí nè buổi trưa á mấy bạn làm thử một cái ly siro này cho bạn bè hoặc là cho gia đình mình uống thử đi Mỹ thấy cái vị của nó cũng ngon và thơm lắm luôn á Bây giờ mà mấy bạn uống siro trăm chung với Mỹ nha Đã lắm